Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì nhân vật chính trong video này chính là chiếc đồng hồ Richard Mille RM023. Có thể nói rằng Internet đã tạo nên những biến chuyển cực kỳ lớn trong mọi khía cạnh ở thế giới hiện đại, đả thông con đường kết nối từ phương Đông huyền bí tới phương Tây tân tiến, nối liền hai bán cầu Bắc Nam. Và rồi con người lại ngày càng có những tham vọng nhiều hơn về hiện tại, về những cái mới hơn của tương lai. Và trong ngành công nghiệp đồng hồ, Richard Mille, thương hiệu đồng hồ trẻ tuổi này đang tự mình cảm nhận và tự mình chạy theo một xu hướng riêng, đưa tới những cỗ máy đếm thời gian, phải gọi là không hề trùng lặp, cực kỳ đột phá về cả chất liệu lẫn thiết kế. Thương hiệu trẻ tuổi này tính tới năm 2019 là tròn đúng 20 tuổi, dường như đã bỏ lại toàn bộ triết lý chế tác truyền thống và tự khoác trên mình với những thiết kế khiến cả giới mộ điệu phải sừng sốt. Chỉ trong một thời gian ngắn, cái mà Richard Mille làm được chính là tạo ra những mẫu đồng hồ đắt giá, được xem là biểu tượng đích thực của sự giàu có, thành đạt mà không cần dựa vào sự hỗ trợ đá quý lấp lánh hay kim loại quá mức nguy hiểm. Rõ ràng, top những chiếc đồng hồ đắt nhất trên thế giới luôn tràn ngập đá quý, có thể kể đến như là chiếc Grab Diamonds Hallucination 55 triệu USD hay là chiếc Grab Diamonds Your Fascination 40 triệu USD. Vậy thì điều gì khiến cho Richard Mille thành công? Hãy cùng lướt qua một vài dấu mốc nổi bật để hiểu đôi điều về thương hiệu này nhé! Richard Mille mở màn với mẫu đồng hồ RM001 Tourbillon phức tạp với 17 chiếc giới hạn toàn cầu, hay sau đó là mẫu đồng hồ đầu tiên sử dụng sợi carbon vào trong chế tạo, mở ra một loạt đồng hồ siêu nhẹ dành cho các vận động viên như là chiếc RM027 dành cho Rafael Nadal chẳng hạn. Cỗ máy RM5003 McLaren F1 ra đời năm 2017 đã được ghi nhận là chiếc đồng hồ chronograph nhẹ nhất thế giới, có đi kèm lồng tourbillon, đi cùng dây đeo cao su mà mỗi đồng hồ RM03 này chỉ nặng có 40g. Chiếc RM023 là một cỗ máy được thiết kế dạng skeleton và xuất hiện năm 2009. Mẫu đồng hồ này có kích thước là 45mm x 37,8mm x 11,45mm. Được nhiều người đánh giá là size ở tầm trung giữa hai chiếc RM007 và 010. Trên website hãng có đề cập đến phiên bản RM023 đính đá quý được thiết kế để dành cho nữ giới, do đó size cũng đã được điều chỉnh lại. Nhưng theo nhận định cá nhân, phiên bản vàng trắng hiện có mặt ở Gia Bảo Luxury thì nam giới Việt đeo cũng rất là phù hợp, không có quá nhiều đắn đo. Đặc điểm nhận dạng dễ nhận thấy nhất của Richard Mille chính là dáng vỏ thân yêu. Mặc dù dáng vỏ này đã được nhiều thương hiệu đưa vào sản xuất từ lâu, song biến nó thành xu hướng được yêu thích hàng đầu hiện nay lại phải dựa vào công lao của Richard Mille. Nhiều người đã coi RM như một chuẩn mực về đồng hồ Tourneau của thời hiện đại. Mặc dù thương hiệu này đã bắt đầu sản xuất thêm đồng hồ vỏ chữ nhật, thế nhưng vỏ Tourneau sẽ luôn là biểu tượng của hãng. Cái mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất trên bộ vỏ của RM023 là từng vết xước dọc thẳng tắp trên bề mặt vành bezel cho tới phần cạnh ẩn ở bên trong. Giống như một tảng băng trôi, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy phần nhỏ. Còn để hoàn thành bộ vỏ cho RM023 thì cần có tới 202 công đoạn được thực hiện, chia nhỏ để hoàn thiện vành bezel, mặt đáy và mặt trước. Tổng số giờ thực hiện là 430 giờ cho mỗi vỏ khung. Sau khi được lắp ráp lớp kính sapphire trong suốt cũng như 12 đinh ốp titanium thì bộ vỏ Tourneau của RM023 có thể kháng nước ở 50m. Được thiết kế dành cho cả nam và nữ, mặt số của RM023 nhìn chung nên dùng từ cá tính để miêu tả. Mặt số mới lạ, có sự thanh lịch trong đó và có sự phá cách với những cọc chỉ giờ số La Mã đối xứng màu trắng. Rõ ràng, fan hâm mộ đừng nên mong chờ vào một mặt số đồng hồ đơn giản hay dễ nhìn đến từ Richard Mille, mặc dù RM023 chỉ có duy nhất nhiệm vụ là báo thời gian với 3 kim một lịch. Bộ khung chính, cầu nối và con ngựa cùng nhiều chi tiết được thiết kế dạng skeleton từ titanium đều đã được Richard Mille tiến hành xử lý PVD để đảm bảo được sự cứng cáp cũng như đặt chuẩn phẳng phía trong bề mặt. Thậm chí đã có thêm một miếng vòng được đặt ở bên trong bộ máy, vốn được cố định bằng 4 ốc vít để chắc chắn một điều rằng từng rung chấn hay là tác động lực từ bên ngoài cũng sẽ không cản trở tới bộ máy vận hành bên trong. Và hơn bao giờ hết, với thiết kế của RM023, hãng đã củng cố hơn nhiều nhờ vào bánh xe Incaplock ở cả mặt trên, tức là phần lộ tại mặt số. Và dù ít hay nhiều thì chúng ta cũng thấy được một số trong tổng số 32 chân kính mà Richard Mille đã sử dụng trong thiết kế này.
Sự có mặt của Roto bằng Palladium chất lượng cao lộ ở đằng sau đồng hồ hỗ trợ chiếc Richard Mille LM023 có thể dự trữ năng lượng trong vòng 55 giờ đồng hồ, và hãng cũng đề xuất con số này có thể tăng, giảm 10%. Roto trên chiếc đồng hồ này chỉ xoay một chiều và có thể tự điều chỉnh quá trình lên cót, đảm bảo an toàn mặc dù bạn có đang vận động hay không. Hiện Richard Mille cũng cung cấp hai phiên bản khác của LM023 trong chất liệu Titanium và vàng hồng 18K. Hy vọng rằng Gia Bảo Luxury sẽ có cơ hội tiếp cận hai phiên bản này trong thời gian tới và mang về cho quý vị khán giả những đánh giá mới nhất. Sau khi xem xong video ngày hôm nay thì không biết là các khán giả của Gia Bảo Luxury cảm thấy như thế nào về mẫu đồng hồ LM023 này. Và đừng quên đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!